Chương trình Khởi nghiệp Xanh được thành lập từ năm 2013 do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA sáng lập và vận hành, đã trở thành một trong những chương trình uy tín tập trung hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam. Khởi nghiệp Xanh hoạt động với mục tiêu trọng tâm là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp thành công, xây dựng cộng đồng tài năng trẻ khởi nghiệp, là cầu nối kết nối nguồn lực với doanh nghiệp trong Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao. Hàng Việt Nam Chất lượng Cao chuẩn hội nhập là mạng lưới các bạn thanh niên trao đổi kinh nghiệm lập nghiệp, cùng chuyên gia kết nối với nhau xây dựng một chuỗi giá trị liên kết vững mạnh, một hệ sinh thái khởi nghiệp xanh bền vững. Bên Bỉ 10 năm qua, Khởi nghiệp Xanh đã tập trung vào các chương trình chính như huấn luyện, đào tạo, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, xúc tiến thị trường, truyền thông và tổ chức các cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh. Cho đến thời điểm hiện tại, đã có gần 400 lớp tập huấn với khoảng 30.000 lượt thành viên tham dự, với gần 100 lượt chuyên gia tham gia chia sẻ, hướng dẫn. Mục tiêu là bổ sung và nâng cao kiến thức cơ bản, nâng cao kỹ năng quản trị cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng dự án kinh doanh khoa học và chuyên nghiệp. Trong những năm qua, nhiều hoạt động thực tế cho doanh nghiệp và bạn trẻ khởi nghiệp đã được Trung tâm BSA và chương trình Khởi nghiệp Xanh tổ chức. Ấn tượng nhất là những startup tour đến các địa phương, cùng đi là các chuyên gia, doanh nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm, những bài học phát triển sản phẩm, phát triển kinh doanh, xây dựng vùng nguyên liệu, hay thậm chí là những chuyến thực địa tại các nhà máy để được lắng nghe những chia sẻ từ những chủ nhà máy. Bên cạnh đó, một trong những quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp là hoạt động xúc tiến thị trường trong và ngoài nước. Khởi nghiệp Xanh đã tổ chức cho gần 7.000 lượt doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia 20 kỳ hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, hơn 300 phiên chợ xanh tử tế, gần 50 phiên chợ nông sản và phiên chợ khởi nghiệp. Trong đó, phiên chợ xanh tử tế đã ươm mầm cho nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trở thành những doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập, thành những doanh nông trẻ sẵn sàng ra biển lớn. Hàng chục doanh nghiệp khởi nghiệp còn tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế như Hội chợ quốc tế ASEAN India tổ chức tại Thái Lan, Hội chợ thực phẩm đồ uống Thái Fest, Hội chợ SEAN Thượng Hải tại Trung Quốc để tìm kiếm thị trường, tìm hiểu xu hướng sản phẩm. Cùng với đó là các chương trình kết nối vào thị trường Úc, Hàn Quốc, Hà Lan trong nhiều năm qua. Từ sự hỗ trợ trên của chương trình Khởi nghiệp Xanh, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đã phát triển, lớn mạnh không ngừng, xây dựng được những tiêu chuẩn như HACCP, ISO, FDA, OCOP 4 năm sau. Đặc biệt, không ít doanh nghiệp khởi nghiệp đã đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn, hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập từ 2020 đến 2023 như bột rau sấy lạnh Quảng Thành, chùm ngay vườn nhà mình, mật dừa nước Ông Sáu, tinh dầu hương Đồng Tháp, mật hoa dừa Sóc Phàm, hợp tác xã nông sản Hạnh Phúc. Trong đó, nhiều bạn trẻ khởi nghiệp đã xuất khẩu ổn định qua thị trường châu Âu, Mỹ, Úc, châu Á. Trong hành trình 10 năm này, chương trình Khởi nghiệp Xanh luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ cho chương trình của các doanh nghiệp trong Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, từ hỗ trợ kinh phí, sản phẩm, tư vấn như Công ty Cổ phần Vinamid, Quỹ hỗ trợ phát triển thanh niên FYE, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Công ty Cổ phần Cơ điện Tân Hoàn Cầu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Quỳ Phúc, Công ty Mỹ thuật Trà Quế, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lợi lợi dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu GIBC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Long 1, v.v. Bên cạnh đó, chương trình Khởi nghiệp Xanh của Trung tâm BSA còn tham gia trong các dự án trong nước và quốc tế, như dự án IBSC tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản, Cục Phát triển Doanh nghiệp là chủ dự án, được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, hay thực hiện chương trình tập huấn trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ của đề án 844 của Chính phủ do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam-Phần Lan IPP. Những năm gần đây, Khởi nghiệp Xanh bắt đầu tổ chức các nội dung tập huấn theo những cấp độ, quá trình, kết quả thực tế của doanh nghiệp khởi nghiệp, chú ý đến chuẩn và chất, tập trung đào tạo, hướng dẫn doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện các tiêu chuẩn HACCP, Local GAP, Global GAP, ISO để tham gia xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài một cách phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế. Tập trung kết nối và hỗ trợ các dự án đã phát triển sản phẩm ra thị trường tốt vào các chương trình tăng tốc khởi nghiệp, chuẩn hóa giáo trình huấn luyện để mạnh xúc tiến thị trường sang thương mại điện tử.
Năm 2023 này, các hoạt động khởi nghiệp của chương trình Khởi nghiệp Xanh của BSA vẫn bám sát các mục tiêu tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đổi mới sáng tạo, có ứng dụng công nghệ và tiêu chuẩn để phát huy những giá trị gia tăng cho sản phẩm bản địa vùng miền một cách bền vững.